chiến tranh thế giới ở Trung Đông. Quang Sang xin kính chào quý khán thính giả của tin 360 News. Bản tin thời sự được phát sóng vào lúc 19:30 hàng ngày. Thưa quý vị và các bạn, bản tin ngày hôm nay gồm có những thông tin đáng chú ý như sau. Tổng thất kinh hoàng của lữ đoàn tinh nhuệ số 47 của lực lượng vũ trang Ukraine trên hướng Zaporizhzhia được tiết lộ. Điện Kremlin đáp trả việc Latvia đe dọa đóng cửa biển Baltic đối với các tàu của Nga. Tại sao Washington dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Venezuela? Có ý kiến cho rằng Tổng thống Nga Putin đang câu giờ, trong khi việc nói nhiều về chiến tranh thế giới ở Trung Đông dường như là điều không thể tránh khỏi. Sau đây xin mời quý khán thính giả theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của kênh tin 360 News. Tổng thất kinh hoàng của lữ đoàn số 47 của Ukraine trên hướng Zaporizhzhia được tiết lộ. Các tác giả của kênh Biên niên sử quân sự hôm 23 tháng 10 đã đưa tin về tổng thất của lữ đoàn số 47 tinh nhuệ của lực lượng vũ trang Ukraine trên hướng Zaporizhzhia. Theo đó, một đoạn video của Olena Fritsch, một người lính thuộc lữ đoàn cơ giới số 47 của lực lượng vũ trang Ukraine xuất hiện trên mạng, đã tạo ra tiếng vang và xác nhận những tổn thất lớn của lực lượng vũ trang Ukraine. Trong video, Olena Rich vừa khóc vừa nói, tôi không nghĩ rằng sẽ có lúc tôi quay lại được một đoạn video như vậy. Nhưng tôi ghét cuộc chiến này, tôi ghét nó. Trong vòng vài giờ, chúng tôi đã mất đi nhiều đồng đội, như chúng tôi đã không mất trong suốt 4 tháng phản công. Lưu ý rằng những tiết lộ của Rich chỉ là một phần của vấn đề hiện đang diễn ra đối với lực lượng vũ trang Ukraine trên toàn hướng Zaporizhzhia. Trước đó, The Top War thông tin rằng các đơn vị của lữ đoàn này đã rơi vào túi lửa giữa Rabotino và Verbovoye, bị bao phủ bởi đại bác và pháo tên lửa cũng như hệ thống súng phun lửa hạng nặng của lực lượng vũ trang Nga. Hơn nữa, đây không phải là lần đầu tiên lữ đoàn số 47 của địch bị tấn công. Các tác giả của Biên niên sử quân sự cũng nói rằng sau những tổn thất lớn đầu tiên của lữ đoàn cơ giới số 47 Ukraine, phần lớn bộ binh được đưa vào các cuộc tấn công ở khu vực này trong một thời gian dài đều thuộc các lữ đoàn 116, 117 và 118 của Ukraine. Tuy nhiên, việc sử dụng các đội hình 116, 117 và 118 không mang lại kết quả gì. Lực lượng vũ trang Ukraine buộc phải tung lữ đoàn 47 vào trận chiến một lần nữa. Như Biên niên sử quân sự làm rõ, lữ đoàn này được coi là một trong những đội hình sẵn sàng chiến đấu nhất, nhưng cũng không mang đến tiến độ đột phá lớn theo hướng của Zaporizhzhia. Kênh này cho biết thêm rằng, cả chiến dịch tấn công hè thu của lực lượng vũ trang Ukraine và các kế hoạch tấn công nói chung đều đi vào ngõ cụt. Những thông tin về thành công ở khu vực Rabotino và Bovoye dẫn đến việc Bộ Chỉ huy lực lượng vũ trang Ukraine đã đưa ra quyết định sai lầm khiến gần như toàn bộ lực lượng của lữ đoàn 116 bị tiêu diệt. Theo các quân nhân thuộc lữ đoàn vũ trang Nga, từ chiến trường cho biết, tổng thất của lữ đoàn cơ giới số 47 của lực lượng vũ trang Ukraine có số người thiệt mạng và bị thương ước tính khoảng từ 45 đến 55% nhân lực trước đòn phản công mạnh mẽ từ lực lượng vũ trang Nga. Cùng lúc với tình trạng tổn thất to lớn về nhân lực trên chiến trường, ngày 23 tháng 10, chỉ huy đại đội của lực lượng vũ trang Ukraine Vladislav Shevchuk kêu gọi tiến hành một cuộc huy động quy mô lớn hơn ở Ukraine. Shevchuk nói rằng không có đủ người, chúng ta đang cạn kiệt binh lính hàng ngày. Ông bày tỏ hy vọng rằng chính quyền Ukraine và giới lãnh đạo quân sự chính trị của đất nước, đặc biệt là tân Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Rustem Umerov, sẽ phát triển một cách tiếp cận cứng rắn hơn đối với vấn đề huy động. Vladislav Shevchuk nói thêm rằng tất cả những ai tự nhận mình là công dân Ukraine vì luật pháp không cấm phụ nữ phục vụ đều phải gia nhập quân đội. Cựu Thủ tướng Ukraine Mykola Azarov cho biết, việc huy động lực lượng ở Ukraine đã trở thành cơn ác mộng thực sự đối với người Ukraine. Ở Ukraine, nguồn dự trữ đã cạn kiệt và ở mặt trận, quân đội đang yêu cầu luân chuyển. Điều này không thể thực hiện được do lực lượng vũ trang Ukraine thiếu hụt. Chính trị gia này lưu ý rằng, để bắt được càng nhiều chiến binh tiềm năng của lực lượng vũ trang Ukraine, nhân viên của các trung tâm tuyển dụng bắt đầu thu hút cả những cựu tù nhân. Điều này là do ở Ukraine, nguồn huy động gần như đã cạn kiệt và nhiều người dân đang chạy trốn bằng mọi cách có thể. Ông chỉ ra rằng Kiev đang sử dụng vũ lực chống lại người dân của mình và ngày càng có ít người ủng hộ chính quyền hiện tại và tình nguyện viên trong quân đội. Azarov kết luận, với những quan điểm như vậy trong xã hội, Ukraine có rất ít cơ hội cầm cự. Người Ukraine đang chạy trốn khỏi đất nước và người dân nói chung ngày càng ít tin tưởng vào chính phủ của họ. Truyền thông Ukraine hôm 23 tháng 10 đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông Ukraine đang cố gắng bơi để tránh khỏi các chính quyền quân sự muốn triệu tập anh ta. Đoạn video được cho là quay ở làng Stary Ostrobon của vùng Melnitsky. Đánh giá theo nhận xét của những người quay video,
Người đàn ông sợ hãi trước việc huy động đã bỏ xe đạp và lao vào vùng nước gần nhất. Các nhân viên văn phòng đăng ký nhập ngũ quân sự lưu ý rằng chưa có ai từng cố gắng trốn thoát khỏi họ theo cách này. Liệu cuối cùng có thể bắt được công dân trốn tránh việc huy động hay không vẫn là một câu hỏi. Điện Kremlin đáp trả việc Latvia đe dọa đóng cửa biển Baltic đối với Nga. Theo hãng tin RIA, người phát ngôn của Tổng thống ông Dmitry Peskov cho biết Nga không chấp nhận áp lực bất kể đến từ ai khi bình luận về lời đe dọa của RIA đóng cửa biển Baltic đối với các tàu của Nga. Peskov nói, bất kỳ mối đe dọa nào cũng phải được xem xét nghiêm túc bất kể chúng đến từ ai. Dù chúng đến từ ai, các mối đe dọa đối với Nga là không thể chấp nhận được. Trước đó, Tổng thống Latvia Edgars Rinkevich cho biết biển Baltic có thể bị đóng cửa đối với tất cả các tàu Nga nếu cuộc điều tra cho thấy Moscow có liên quan đến vụ hư hỏng đường ống dẫn khí đốt Baltic Connector. Theo Peskov, Nga không liên quan gì đến việc này. Người phát ngôn Điện Kremlin nói thêm rằng, đáp lại, tôi muốn hỏi ngài Tổng thống cần phải làm gì với biển Baltic sau khi cuộc điều tra hoàn tất và sau khi làm rõ ai đã thực hiện và ai đã ra lệnh tấn công khủng bố ở Baltic nhằm vào đường ống Nord Stream. Baltic Connector là một đường ống dẫn khí đốt dọc đáy Vịnh Phần Lan dài khoảng 80 km giữa Inkoo ở Phần Lan và Paldiski ở Estonia. Cả hai nước đều có trạm nén khí và các tuyến vận chuyển khí đốt trên bờ kết nối đường ống khí đốt với mạng lưới vận tải của đất nước. Baltic Connector được ra mắt vào tháng 12 năm 2019. Hiện nó không hoạt động do có thể bị rò rỉ. Vì vào tối ngày 8 tháng 10, áp suất trong đường ống dưới nước giảm xuống và những người quản lý hệ thống đã cắt nguồn cung cấp khí đốt. Lực lượng biên phòng Phần Lan đã phát hiện ra một địa điểm được cho là đã giảm áp suất trong vùng lãnh hải của bạn. Cơ quan Cảnh sát Hình sự Trung ương cho rằng thiệt hại rất có thể là do cố ý gây ra. Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Dân sự Thụy Điển Carl Oscar Bolin cho biết rằng ông đã nhận được thông tin rằng tuyến cáp viễn thông giữa Estonia và Thụy Điển đã bị hư hỏng. Theo ông, sự việc này xảy ra cùng với thời điểm đường ống dẫn khí đốt Baltic Connector bị hư hỏng. Bộ Ngoại giao Phần Lan đã thông báo cho các đồng nghiệp Nga về mức độ nghiêm trọng của vấn đề và tuyên bố bắt đầu điều tra. Nó tập trung vào một số tàu, bao gồm cả tàu Sevmoput của Nga, nằm gần hiện trường vụ việc. Tập đoàn nhà nước của Nga Rosatom, công ty sở hữu tàu container, hoàn toàn bác bỏ mọi đề xuất liên quan đến thiệt hại đối với đường ống. Helsinki cũng đã liên lạc với Bắc Kinh. Theo Reuters, Cục điều tra quốc gia Phần Lan NPI hôm thứ Sáu tuần trước cho biết một cuộc điều tra về thiệt hại đối với đường ống dẫn khí đốt Baltic Connector hiện đang tập trung vào vai trò của tàu container New New Polarbear của Trung Quốc. NPI cho biết trong một số tuyên bố, cảnh sát đã xác định trong cuộc điều tra hình sự rằng chuyển động của tàu New New Polarbear treo cờ Hồng Kông trùng khớp với thời gian và địa điểm xảy ra hư hỏng đường ống dẫn khí đốt. Các sự cố đã làm dấy lên mối lo ngại về an ninh nguồn cung cấp năng lượng ở khu vực Bắc Âu rộng lớn hơn và Liên minh quân sự NATO lấy lý do đó để tăng cường tuần tra ở biển Baltic. Tại sao Washington dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Venezuela? Trang web của Bộ Tài chính Hoa Kỳ hôm 18 tháng 10 cho biết, bộ này đã cấp giấy phép chung cho phép giao dịch với lĩnh vực dầu khí và lĩnh vực khai thác vàng của Venezuela. Ngoài ra, kho bạc Hoa Kỳ đang dỡ bỏ lệnh cấm thứ cấp đối với giao dịch đối với một số trái phiếu chính phủ và cổ phiếu của công ty dầu khí BDVSA của Venezuela. Bộ Tài chính Hoa Kỳ nêu rõ giấy phép hoạt động trong lĩnh vực dầu khí của nước Cộng hòa Nam Mỹ sẽ có hiệu lực trong 6 tháng. Tuy nhiên, hiệu lực của nó có thể được gia hạn nếu Venezuela thực hiện nghĩa vụ tổ chức bầu cử. Đồng thời, Reuters đưa tin, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lưu ý quá trình dỡ bỏ hạn chế có thể đảo ngược nếu Venezuela không thực hiện nghĩa vụ tổ chức bầu cử. Trong cuộc trò chuyện với Free Press, nhà khoa học chính trị và nhà báo Yuri Svetov lưu ý rằng như mọi khi, vấn đề liên quan đến tài nguyên năng lượng, dầu khí đóng vai trò quyết định trong mọi hành động của Hoa Kỳ. Venezuela có một trong những nguồn dự trữ năng lượng đã được chứng minh là lớn nhất trên thế giới. Vì vậy, người Mỹ buộc phải từ bỏ một số nguyên tắc bảo vệ nền dân chủ và cố gắng đạt được những gì họ cần từ Venezuela. Nga và Ả Rập Saudi là những thành viên tích cực tham gia OPEC Plus đã đạt được một thỏa thuận nhằm giảm sản lượng sản phẩm dầu mỏ cho thị trường thế giới trong thời gian qua. Người Mỹ đã cố gắng hết sức để giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên, những nỗ lực để đạt được thỏa thuận với Ả Rập Saudi đã thất bại. Mặc dù Joe Biden và Antony Blinken đã bay đến quốc gia này để nói chuyện, do đó Washington đã bắt đầu tìm kiếm những lựa chọn khác và Venezuela đã được nhắm đến. Nhà khoa học chính trị và nhà báo Yuri Svetov tin rằng người Mỹ vẫn chưa từ bỏ ý định loại bỏ Maduro. Tuy nhiên, bây giờ có lẽ họ sẽ hành động tế nhị hơn.
hiện tại đối với họ, số phận của Maduro và cuộc bầu cử không phải là vấn đề chính. Nhưng dầu là cần thiết nên họ đã làm những gì cần làm. Tổng giám đốc Trung tâm Mỹ Latin Hugo Chavez, Ego Lidoskoy, cho biết bằng cách này Hoa Kỳ đang cố gắng cải thiện tình hình kinh tế của mình trước nguồn năng lượng khá rẻ từ Venezuela. Ego Lidoskoy nói rằng, thực tế là Hoa Kỳ đang ở trong tình trạng kinh tế rất khó khăn và bản thân họ đã từ bỏ dầu mỏ của Nga và đang cố gắng thúc ép dầu mỏ của Nga bằng mọi cách có thể, cũng như phản đối Iran một cách tự nhiên. Họ hiện cần nhiên liệu giá rẻ và Venezuela đã bị trừng phạt trong nhiều năm. Đồng thời, ông cũng cho biết Mỹ hiểu rằng mục tiêu chính của họ không phải là Venezuela. Họ muốn đè bẹp Nga nên quyết định cố gắng đạt được thỏa thuận với Venezuela. Phải chăng Tổng thống Putin đang câu giờ? Theo giới quan sát của Bloomberg, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày càng tự tin rằng quân đội Nga có thể chống đỡ được Ukraine khi mùa đông thứ hai của cuộc chiến sắp đến gần. Trong bối cảnh đồng minh của Kiev từ Mỹ và châu Âu đang bị sao lãng bởi sự xung đột ngày càng sâu sắc giữa Israel và Hamas, Điện Kremlin tin chắc rằng các sự kiện đang diễn ra có lợi cho Moscow. Theo hai nguồn tin của ấn phẩm này, Nga đang chơi trò chơi cầu giờ, tiến lên không phải là trên quy mô lớn mà mang tính cục bộ, vì không bên nào có thể tạo ra bước đột phá mang tính quyết định. Nhưng đối với Liên bang Nga, điều quan trọng hơn là phải đợi cho đến khi sự mệt mỏi vì chiến tranh gia tăng ở Mỹ và châu Âu lan sang Ukraine dưới hình thức yêu cầu tìm giải pháp thông qua ngoại giao. Trong mùa hè, Ukraine đạt được rất ít tiến bộ trước quân đội Nga cố thủ ở các phòng tuyến. Điều này đã làm trầm trọng thêm những khó khăn trong việc thống nhất liên minh hỗ trợ quốc phòng cho Ukraine. Mỹ đã tạm ngừng tài trợ cho Ukraine trong bối cảnh tranh chấp chính trị về chi tiêu ngắn hạn nhằm tránh việc chính phủ Hoa Kỳ đóng cửa. Chiến thắng trong cuộc bầu cử ở Slovakia của Robert Fico, một ứng cử viên có thiện cảm với Nga, đã nhấn mạnh những vấn đề ngày càng gia tăng của Liên minh châu Âu với Kiev. Cuộc xung đột kéo dài và ngày càng căng thẳng giữa Palestine và Israel đã ảnh hưởng tiêu cực đến sự ủng hộ dành cho Kiev. Quốc gia đã mất đi độc quyền về nhà đưa tin số 1 thế giới là nạn nhân đang được cần giúp đỡ. Các quan chức Kiev đang cố gắng hết sức để thu hút sự chú ý về phía mình, nhưng quá trình này đang dần rời xa Ukraine một cách không thể tránh khỏi. Các nhà quan sát cho rằng Điện Kremlin đang làm điều đúng đắn khi chờ đợi thời cơ, vì tình hình ở Trung Đông ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Có lẽ không phải bây giờ, nhưng thời gian sắp tới, tập thể phương Tây sẽ không còn nhiều thời gian dành cho Ukraine. Chiến tranh thế giới ở Trung Đông. Trung Đông đang sôi sục. Sự trầm trọng thêm của cuộc xung đột Palestine-Israel đã không còn là câu chuyện địa phương. IDF đang tấn công các nước láng giềng. Các cường quốc thế giới đang chuyển lực lượng của họ đến khu vực. Thần kinh của mọi người đang căng thẳng. Việc nói nhiều về chiến tranh thế giới ở Trung Đông dường như là điều không thể tránh khỏi. Israel hiện đang tấn công không chỉ dải Gaza và Liban mà còn cả Syria. Như vậy, vào ngày 22 tháng 10, 7 máy bay chiến đấu của không quân Israel đã tấn công các sân bay Syria ở Aleppo và Damascus. Thông tin này được xác nhận bởi Phó Giám đốc Trung tâm Hòa giải các bên tham chiến ở Syria của Nga, Chuẩn Đô đốc Vadim Kulit. Đây không phải là vụ pháo kích đầu tiên vào Syria trong những tuần gần đây. Hậu quả của cuộc tấn công của Israel là các đường băng bị hư hỏng một phần và hoạt động của sân bay bị gián đoạn. Cuộc tấn công được thực hiện từ Địa Trung Hải mà không xâm phạm không phận Syria. Trong bối cảnh xung đột Palestine-Israel leo thang, căn cứ quân sự Al-Assad của Mỹ ở Iraq đã bị MLRS bắn và tấn công với sự hỗ trợ của máy bay chiến đấu không người lái. Theo các nhân chứng, nhiều vụ nổ đã được nghe thấy trên lãnh thổ đóng vai trò là địa điểm là Liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu. Trước nguy cơ làm xung đột giữa Palestine và Israel trở nên tồi tệ hơn, các cường quốc đã bắt đầu điều tàu chiến tới Trung Đông. Vì vậy, Trung Quốc đã gửi 6 tàu quân sự tới khu vực cùng một lúc. Đội tàu của Trung Quốc bao gồm Zibo, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Tai-052D, tàu khu trục Jinchu và tàu tiếp tế tích hợp Quy Đào Hụ. Các tàu quân sự sẽ rất nhanh chóng có mặt trong khu vực mà từ đó chúng có thể tác động đến tình hình, vì vào ngày 21 tháng 10 đã tìm thấy chúng ở Muscat, Oman. Đáp lại, Lầu Năm Góc đang di chuyển nhóm tấn công tàu sân bay thứ hai do tàu sân bay White Eisenhower chỉ huy đến gần dải Gaza và Israel. Các tàu của Mỹ theo kế hoạch sẽ tiến đến khu vực chịu trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Châu Âu của Hoa Kỳ. Tại đây, cùng với các đồng minh, họ sẽ hỗ trợ vận chuyển hàng hải. Tổng thống Nga Putin đã chỉ thị cho lực lượng hàng không vũ trụ Nga thực hiện kiểm soát vũ khí đối với những gì đang xảy ra ở biển Địa Trung Hải thông qua việc tuần tra liên tục các máy bay MiG-31 bằng hệ thống siêu thanh Kinzhon, khiến người Mỹ không còn lối thoát. Phi công quân sự tuyên bố rằng
hai cú đánh từ King John và không có tàu sân bay. Nhưng đối với một tàu khu trục thì một đòn là đủ. Mục tiêu của họ không phải là các tàu Ukraine ở Biển Đen, mà là hai nhóm tấn công tàu sân bay được Mỹ cử tới bờ biển Israel. Người Mỹ, những người vô cùng lo sợ trước bất kỳ sự bất ngờ nào và cố gắng lên kế hoạch từ trước cho mọi thứ, giờ đây sẽ suy nghĩ kỹ về việc tấn công Liban, cũng như Syria, nơi Nga có căn cứ. Ở Israel, có vẻ như họ đã hiểu điều này. Hôm 19 tháng 10, đặc phái viên về Trung Đông của Trung Quốc, ông Trác Tuyển phát biểu rằng khi gặp người đồng cấp Nga Mikhail Bogdanov tại Doha, Qatar, rằng Trung Quốc sẵn sàng duy trì liên lạc và phối hợp với Nga để giảm leo thang tình hình càng sớm càng tốt, đóng vai trò tích cực trong việc nối lại các cuộc đàm phán hòa bình giữa Palestine và Israel. Trong khi đó, Lầu Năm Góc đang cử cố vấn quân sự và gửi hệ thống phòng không tinh vi tới Israel trước cuộc tấn công dự kiến trên bộ vào dải Gaza của quân đội Israel. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói rằng Lầu Năm Góc cử các sĩ quan có kinh nghiệm về hoạt động quân sự mà Israel đang tiến hành, có thể tiến hành trong tương lai, và ở đó để tư vấn cho quân đội Israel. Quân đội Anh cũng đang cử lực lượng bổ sung tới phía đông Địa Trung Hải để thể hiện sự ủng hộ đối với Israel. Quan chức London sẽ chuyển hai tàu, máy bay tuần tra và một số máy bay trực thăng tới đó, đồng thời thông báo rằng nhóm này sẽ theo dõi các mối đe dọa đối với sự ổn định trong khu vực. Hơn nữa, quân đội, nếu cần thiết, sẽ hỗ trợ cho lực lượng phòng vệ Israel. Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã hứa rằng Đức sẽ làm mọi cách để ngăn Israel biến mất. Đức đã quyết định chuyển các đơn vị lực lượng đặc biệt tinh nhuệ đến Sip để thực hiện chiến dịch giải phóng con tin khỏi dải Gaza. Tờ Bild dẫn nguồn tin cho biết đơn vị lực lượng đặc biệt của quân đội Đức KSK đã được triển khai tới đảo Sip ở phía đông Địa Trung Hải. Bên cạnh lực lượng KSK, đơn vị lực lượng đặc biệt của Hải quân Đức KSM còn được gọi là lực lượng bơi lội chiến đấu và lực lượng đặc biệt của Cảnh sát Liên bang chuyên giải cứu con tin GSC-9 cũng được triển khai tới khu vực này. Chính phủ Đức cho biết chúng ta đang ở khởi đầu thấp và sẵn sàng cho mọi lựa chọn. Chúng ta nhận thấy sự gia tăng mạnh mẽ trong hoạt động của những người chơi toàn cầu ở Trung Đông. Người Nga lưu ý rằng, ngay cả ở Moscow và Kiev, cuộc xung đột ở Ukraine dường như đã chìm vào quên lãng. Chỉ là mọi người đều cảm thấy chủ đề Trung Đông có thể mang tính quyết định đối với thế giới. Và có vẻ như mọi thứ đang diễn ra theo đúng kịch bản, từ tia lửa trở thành ngọn lửa. Tầm quan trọng của Trung Đông với tư cách là một trong những khu vực nhạy cảm của thế giới đã tăng lên trong những năm gần đây. Các luồng giao thông quan trọng đi qua đây và có các trung tâm tài chính và khoa học. Chuyên gia quân sự và là nhà phân tích Sergei Prostakov trong cuộc trò chuyện với phóng viên The Express đã lưu ý rằng đằng sau những người có xung đột bề ngoài là các đối thủ địa chính trị chính của Hoa Kỳ và Trung Quốc, cũng như những người chơi đầy tham vọng khác. Hoạt động quân sự trên toàn khu vực, chứ không phải chỉ trong khu vực đối đầu giữa người Palestine và Israel. Chỉ khẳng định điều này. Sergei Prostakov nói rằng, Washington để bảo vệ quyền bá chủ của mình phải cố gắng duy trì ảnh hưởng ở Trung Đông. Vì vậy, quân đội Mỹ sẽ can thiệp khi có dấu hiệu mất kiểm soát trong khu vực. Điều này hứa hẹn sự căng thẳng sẽ tiếp tục diễn ra ở đây và sẽ được ưu tiên sự chú ý của toàn phương Tây trong một thời gian dài. Quý khán thính giả thân mến, bản tin bình luận hôm nay đến đây xin tạm dừng. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi và ủng hộ kênh tin 360 News. Mọi bình luận, nhận xét và sự chia sẻ video này của quý vị đều là nguồn động viên quý giá cho đội ngũ làm chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn đăng ký kênh để theo dõi các video tiếp theo. Và bây giờ Quang Sang xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào các bản tin kỳ sau. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui. Thân ái, chào, tạm biệt.